vị vẫn còn ngồi nguyên ở đây sao? Không có dấu hiệu của sự mệt mỏi sao ạ? Và nhảy ở phía kia thì bắt đầu nhiều hơn và bên này nó lại yếu đi. Không còn, đôi ấy đã dắt tay nhau đi đâu rồi? Qua bên này rồi. Dạ, thưa quý vị đã đứng sẵn để chờ để nhảy thì không có lý do gì chúng ta cũng bắt Đan Nguyên hát một bài nhảy nữa để cho quý vị nhảy, phải không ạ? Dạ, tại vì là Đan Nguyên mà hát nhạc nhảy thì tự nhiên nó vui lắm. Là sao? Tức là nó vui. Tức là có những người người ta thành phố buồn hả? Không không, thành phố buồn thì nó vui đã đành rồi. Mà nhiều người người ta, ví dụ người ta bảo là nhiều người đẹp trai hoặc là hát hay, nhưng mà Đan Nguyên thì có cả hai cái đấy, nhưng ngoài ra còn có cả cái ấn tượng nữa. Mà nhất là ấn tượng nhất là điệu nhảy bơm xe đạp, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý Đan Nguyên nhảy thì bỏ cái tay trong túi quần ra thì quý vị sẽ thấy khi mà anh ấy hứng khởi lên thì cả cái sân khấu này chợt vỡ òa bởi cái điệu nhảy bơm xe đạp của anh ấy. Và nếu như quý vị đồng ý thì một tràng vỗ tay cho Đan Nguyên sẽ thể hiện điệu nhảy đấy qua liên khúc tách lồ. Tách lồ. Đan Nguyên sẽ nhảy điệu nhảy bơm xe đạp. Dạ. Còn Nguyễn Nhung sẽ nhảy điệu nhảy bơm xe hơi. Xe hơi không cần bơm. Nếu hỏng lốp thay bánh. Rồi, thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho Đan Nguyên. Nhảy cho tử tế nha. Dạ quý vị, nếu thương Đan Nguyên, nếu Đan Nguyên nhảy ra điệu nhảy bơm xe đạp thì thưa quý vị, ra tiền cho Đan Nguyên ở trên này. Đấy. Ơ sao lại cái Đan Nguyên mà ôm cái giỏ hoa đấy cho nó hợp thế nhỉ? Cầm lên, sáng sớm lên bán hoa hồng. Nếu mà Đan Nguyên nhảy thì Nguyễn Nhung sẽ cầm cái này. Dạ vâng. Okay. Cái này thì nó hợp với em hơn. Nhưng mà quý vị chắc từ nãy giờ cũng donate tiền nhiều rồi. Bây giờ mà xin tiền nữa sợ quý vị hết vui. Tự nhiên đang vui nó lại hóa buồn là chết. Đang vui mà. Thưa quý vị mà cho tiền thì nó tốt quá. Thế mà thực ra thì tiền xin tiền cho chùa thôi, chứ có được mình có được công đức thôi quý vị. Cho nên quý vị nếu thương Đan Nguyên thì cứ đi đói. Ông ngồi đây nghe nói chuyện hay quá mà. Tôi cứ thấy các phụ nữ là nó cứ lao thẳng vào. Không cần biết là bao nhiêu tuổi hay số tuổi thế nào, mắt nó cứ như làm sao ấy. Thưa quý vị, là quý vị thương Đan Nguyên thì quý vị hãy chứng kiến điệu nhảy ấy ngày hôm nay. Cái gì vậy? Đã nói rồi, lớn tuổi ngồi xuống. Hóa ra là có hai cái giỏ, chứ không phải là một cái vuông mà một cái tròn. Phụ nữ thì cầm cái tròn và đàn ông thì cầm cái vuông. Đấy, giỏ cho tiền. Chị hay quá. Vừa xinh đẹp là còn giàu có. Trông chị là em biết nó rực rỡ rồi, nó giàu có rồi. Còn em chả có cái gì cả, thôi bỏ xuống. Là em có hoa thôi. Nhưng mà thôi em để gần đây, nếu ai cho thì tốt. Chẳng nhẽ mình lại không được đồng nào thì nó hơi ấy nhỉ. Nhưng mà không sao hết. Em tin là mọi người đã cho tiền thầy rồi. Biếu rồi, cái này là gọi là cúng dường chứ không phải là cho. Nói cho là cho ca sĩ, nghệ sĩ thôi. Đó. Đấy, cái giỏ kia nó sắp đầy rồi đấy. Có bao nhiêu tiền nhỉ? Đừng có lo. Cát xe của Nguyễn Nhung bỏ vô là đầy ngay. Ừ, nếu đổi ra xu là nó sẽ đầy đấy. Dạ. Thưa quý vị, xin mời ban nhạc. Sao ban nhạc không biết bài gì? Nhảy đi, bây giờ là để cho Nguyễn Hồng Nhung hát, Đan Nguyên nhảy thôi được không? Nhảy đều nhảy bơm xe đạp. Tất cả hai đứa cùng hát cùng nhảy chứ. Đâu được. Chứ một đứa nhảy không thì nó buồn cười lắm. Dạ. Ừ. Thế thưa quý vị, và sau đây sẽ là bài hát một liên khúc, không phải một liên khúc, một bài thôi. Quý vị hãy đến với nhạc phẩm đấy, mọi người chuẩn bị đi về rồi kìa. Các khúc Mặc Áo Vào và Đi Về, Lấy Xe Cho Đỡ Đông. Khuya rồi, đêm nay ai đưa em về? Người từng couple dẫn nhau về tới nơi sung sướng nhỉ? Anh ơi, anh cho Đan Nguyên hát đi. À, bài gì, tông gì? Về đây em. Về đây em. Nói như kiểu nó đuổi ấy nhỉ? Về đi em. Đây là về đây em. Xong tí em hát rồi mai tôi đi, mi tôi đai. Thế là xong, đóng chương trình. Rồi, một trong tay cho bên nhà The Headline và Đan Nguyên. Bấm xe đạp đó, đi đâu? Có tương lai đi quý vị. 2, 3. Nhảy Nguyễn Dung. Nhảy đi chứ. Vào mùa đông lại lòng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta.
và mùa đông một trời trắng xóa, rất tâm tư mong tháng ngày qua, tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, em mong cho bóng người quay về đây, em tìm về quá khứ đã cho tôi ta mộng mơ, về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa, tình còn nhiều tha thiết bên này nhảy không? Và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Anh yêu em trong giấc mơ này, anh yêu em trong những cơn say, buồn trời ơn ai, mình hãy sớm buông lên thời gian. Ta bên nhau mới hết u sơ, vui bên nhau cho hết đêm thơ, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Điều vẫn sẽ làm vậy hả? Và mùa đông lại lùng ngút ra, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trăng xa, cho tâm tư mong than ngày qua. Tình còn nhiều tha thiết, mà đời một màu xanh tia, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ, về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa, tình còn nhiều tha thiết mà đời một màu xanh kia, chắc em không nỡ lâu ra. Anh yêu em trong những cơn say, một trời ân ái, mình hãy sớm buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sơ, vui bên nhau cho hết đêm thơ, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Anh yêu em trong giấc mơ này, anh yêu em trong những cơn say, một trời ơn ái, mình hãy sớm buông lơi thời gian. Ta bên nhau trong hết đêm thơ, bên nhau mãi tôi đi.